Những ngày qua, thôn bản người đồng bào dân tộc Chức, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình vẫn râm ran câu chuyện về ba nữ sinh phấn đấu đậu trường Đại học Quảng Bình với điểm số trên 25. Ba nữ sinh đó là em Cao Thị Lệ Hằng, trú tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Thượng Hóa, Người Rục; em Hồ Thị Lích, trú tại bản Ba Lóc, xã Dân Hóa, Người Mày; và em Nguyễn Thị Kim Chi, trú tại thôn Đặng Hóa, xã Hóa Sơn, Người Sách. Cả ba em cùng sinh năm 2004. Nói chung thì gia đình em cũng rất là khó khăn, nhưng mà nhờ có sự giúp đỡ của gia đình và đồn biên phòng Cá Seng cũng như các thầy cô giáo ở trường nội trú, giờ đây em đã có cơ hội để bước vào giảng đường đại học để thực hiện ước mơ của mình. Em sinh ra trong một gia đình có 6 anh chị em, hoàn cảnh gia đình thì khó khăn nhưng lại được các thầy cô giúp đỡ, định hướng cho em tiếp tục học để sau này em có thể trở thành một cô giáo, trở về bản làng của mình để thực hiện ước mơ. Dù hoàn cảnh gia đình còn khó khăn với ở khu vực miền núi, nên có thường có thiên tai lũ lụt, sạt lở, nhưng mà ở gia bố mẹ, gia đình của em vẫn động viên và ở trường có thầy cô, bạn bè định hướng để cho em học đại học để thực hiện được ước mơ làm cô giáo. Từ ngày nhận giấy báo đậu đại học, các em như những bông hoa làm sáng rực cả một vùng biên giới huyện Minh Hóa. Để có được điểm số đậu đại học cao, các em đã nỗ lực vượt qua khó khăn rất nhiều. Cả ba cô gái đều lựa chọn ngành sư phạm để viết tiếp giấc mơ trở thành cô giáo, được đứng trên bục giảng ở bản làng. Dù đã bước vào giảng đường đại học, nhưng chặng đường phía trước của ba cô gái người dân tộc Chức còn rất dài và còn nhiều khó khăn. Để hỗ trợ, trường Đại học Quảng Bình đã bố trí chỗ ở tại ký túc xá của trường cho các em có nơi sinh hoạt cũng như yên tâm theo học.